Thưa quý vị, gần 250 đại biểu là lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, nhân sự các đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai hướng dẫn pháp luật lao động về sử dụng lao động nước ngoài. Lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương, doanh nghiệp, cán bộ nhân sự các đơn vị doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về những điểm mới của Nghị định số 70 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 152 năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9 năm 2023. Có một số nội dung nổi bật liên quan đến việc đăng thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài, rút ngắn thời gian báo cáo với ngành lao động thương binh và xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xuống còn 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng, bãi bỏ thẩm quyền của ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế về việc cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc mà giao lại cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Nghị định 70 còn sửa đổi về điều kiện cấp giấy phép lao động đối với các vị trí công việc cho phù hợp với thực tế hiện nay.